không phải là dòng xe quá nhiều tiền, cũng không phải là một dòng xe quá hiện đại như là Hino, Isuzu hay là Hyundai, nhưng Taco Olin 800A vẫn chạy rất là nhiều trên đường phố Việt Nam. Thì hôm nay Đặt Xe Tải sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe Taco Olin 800A đời 2016 với tải trọng là 7 tấn 9 nhá. Và thùng dài là 6,9 m các bác ạ. Một chiếc thùng dài giúp chúng ta chở hàng nó được nhiều hơn, dễ dàng hơn, khỏe khoắn hơn trong mọi công việc kinh doanh vận tải. Thì đây là một mẫu xe vừa mới về ngày hôm qua bên salon Đặt Xe Tải. Sáng nay tranh thủ trời chưa mưa thì em sẽ review sớm cho các bác về chiếc xe này. Nói về thằng Taco Olin này thì phải nói đến là đầu tiên là tiết kiệm nhiên liệu đã. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, riêng dòng Taco Olin này. Chạy 100 cây cung đường hỗn hợp thì nó rơi vào khoảng độ từ 16 cho đến 18 lít dầu thôi. Quá là tiết kiệm đúng không ạ? Với tải trọng to, tải trọng lớn và thùng dài thì giúp chúng ta vận chuyển hàng hóa, bốc xếp hàng hóa dễ dàng hơn, thoải mái hơn trong công việc kinh doanh vận tải, giúp chúng ta làm sao thuận lợi nhất. Với thiết kế là cabin kép, thì khoang cabin rất là rộng rãi, thoải mái cho người điều khiển xe và người ngồi. Khi mà chúng ta mà mệt mỏi quá thì chúng ta có thể ra đằng sau này và nằm nghỉ ngơi rất là tiện lợi luôn. Hiện tại thì em này chưa có đệm nhé, thế nên là các bác nào mà sở hữu em này thì về có thể đầu tư một chiếc đệm thì sẽ thoải mái hơn. Cabin rất là cao, ngồi lên khoang lái nhìn rất là cao, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc điều khiển xe. Tầm nhìn rất là rộng. Với thiết kế nội thất cũng khá là đơn giản thôi, cũng không có gì gọi là xịn sò lắm. Cũng giống như bao chiếc Olin như 350, 345 vẫn là như vậy. Điều hòa, quạt gió đó, cũng chỉ có vậy thôi. Chiếc xe này chạy được 19 vạn rồi. Cam kết 100% là xe không đâm va, không ngập nước. Và đăng kiểm chiếc xe này còn rất là dài luôn, đến tận tháng 4 năm 2021. Đây là phần táp bi cửa này, không ọp ẹp, không dập vỡ, keo chỉ còn nguyên, cửa đóng khớp khít. Đấy. Với sử dụng là lốp 900-20, lốp 9-20, tôn lên dáng vẻ của chiếc Olin 800A rất là cao ráo. Đây, rất là cao ráo nhá. Lốp dép thì em này còn được khoảng độ 80%. Khi mà sở hữu chiếc xe với tải trọng lớn như thế này thì lốp cũng là một điều khá là quan trọng khi chúng ta đi mua xe. Lốp mới tương đối cả dàn. Nếu mà tính dàn lốp này thì nó cũng phải rơi vào tầm độ chục triệu, không rẻ đâu các bác, đúng không ạ? Đây là hệ thống dàn nóng của em nó này, dàn nóng này. Đấy. Em này thì không có sàn sóng nhá, phần sắt xi và phần dầm này rất là chắc chắn luôn. Chủ nhân đã đệm thêm gỗ ở phần giữa nữa kìa. Đây là bầu hơi, hai bầu hơi lọc, ắc quy mới cứng luôn, nên là chúng ta không phải lo lắng suy nghĩ gì cả. Chúng ta cùng đi ra xem cầu số của em nó này. Đây là phần cầu đã được lên phanh hơi lốc kê và cầu to. Đấy, giúp chúng ta chở hàng nó mạnh mẽ hơn, khỏe khoắn hơn, rất là thoải mái khi mà chúng ta chở hàng. Và mức giá hiện tại bên Đặt Xe Tải đang niêm yết chiếc xe này là 390 triệu. Tuy nhiên sẽ có fix nhiệt tình cho anh em qua Đặt Xe Tải lái thử xe.
Em này thì bạt thì tí nữa em sẽ mắc nhá. Tí nữa sẽ mắc bạt lên thì nhìn em nó sẽ đẹp trai hơn như chiếc Olin đằng bên kia. Đấy, hiện tại đang có một đôi Olin 800 ao. Đấy, bây giờ chúng ta cùng đi xem phần máy móc của em nó nhé. Em này thì biển Hà Nội luôn, biển 29. Thế nên là về chúng ta rất là thuận lợi trong công việc vận chuyển hàng hóa. Không phải suy nghĩ một cái gì cả, đỡ phải ra tên. Bây giờ em sẽ lật phần máy lên nha. Đây là phần máy của em nó này. Lọc dầu thô, dầu tinh, thống turbo tăng áp, giúp chúng ta khỏe khoắn hơn, vượt đèo leo dốc. Bốn máy, máy rất là khỏe luôn, công suất 160 mã lực. Đấy. Đây à. Wow, sang bên này chúng ta có thể nhìn rõ hơn nhá. Đây. Đời này thì những chiếc xe tải với tải trọng lớn như thế này thì máy móc thì họ cũng đã làm lại rồi, giúp chúng ta yên tâm hơn trong khi quá trình vận hành về, chúng ta đỡ phải làm lại máy, đỡ phải mất thêm tiền. Đây là lọc thô này, hệ thống sắt xi không hà rồ, không dập vỡ nhá, rất là chắc chắn luôn. Cầu số này, tất cả phần cabin không mục mọt, không gì hết, chống ồn chống nóng rất là ok. Đó. Lốp dẹp thì vẫn còn nguyên ta lông, vẫn còn dâu luôn, lốp đẹp cả gian. Đấy, và em xin báo giá lại cho các bác là chiếc Taco Lin 800A đây, 2016, 390 triệu. À, và có fix nhiệt tình cho anh em qua đạt lái thử xe nhá. Và các bác đừng quên đăng ký kênh YouTube, Facebook, TikTok, Instagram Đặt Xe Tải nhá. Thì trên đấy em đăng những video chia sẻ những kinh nghiệm và báo giá xe. Thì các bác quan tâm thì alo theo số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đặt Xe Tải vào ngày mai.